một lần nữa xin kính chào quý vị đại biểu. Sau đây chương trình lễ đi chợ cần được liên tục. Chương trình giao lưu với những nhà nghiên cứu của người Chăm thì cũng như lễ đi chợ cần thường niên. Mỗi năm thì bên cạnh làm chúng ta làm lễ chính thì chúng ta có cái chương trình giao lưu về chủ đề và văn hóa nhằm để bảo tồn văn hóa dân tộc cũng hướng các sinh viên về nguồn. Thì hôm nay thì theo cái chương trình lễ đi chợ cần thì có giao lưu với các nhà khoa học người Chăm với chủ đề cũng là lễ đi chợ cần. Chủ đề thứ hai là chủ đề Phật giáo. Thì như các anh chị đã biết, qua một cái tiết mục trình diễn về lễ đi chợ cần, có muốn có tính có nay thì như kế hoạch có hai chủ đề thứ nhất là lễ đi chợ cần và chủ đề hai thì Phật giáo và đi giới. Và chủ đề thứ hai là nghiên cứu về Chăm là có phó giáo sư tiến sĩ Tình Hằng và hôm nay cũng có mặt với chúng ta đấy. Và tôi là thạc sĩ Trương Văn Máu, cũng người nghiên cứu về Chăm. Thì đầu tiên như tôi đã giới thiệu hồi nãy sơ lược về lễ đi chợ cần, đầu tiên là tôi xin nói sơ qua về lễ đi chợ cần và cách nói thì như thế này. Thì chúng tôi để tạo cái không khí công bằng và trao đổi thẳng thắn với nhau thì chúng tôi không phải là người thuyết trình mà chúng tôi chỉ cái mục tiêu là chỉ gợi mở những cái chủ đề, những cái câu hỏi và anh chị có thể tham gia. Nếu mà anh chị có thắc mắc có gì thì cứ phát biểu và có thể đặt câu hỏi. Thì những câu hỏi nào chúng tôi trả lời được thì chúng tôi sẵn sàng trả lời, và nếu không trả lời được thì tiếp tục nghiên cứu. Và hiện nay chúng ta có 4 cái micro. Một thì có cái micro ở bên khu bên kia, gọi là khu bên đối diện với tôi đứng là khu B. Và chúng ta đã quy định như vậy, và khu bên này là khu A. Đấy thì nếu mà khu A và khu B có câu hỏi thì về đi chợ cái cần hoặc là về Phật giáo hoặc tất cả những cái gì về Chăm thì anh chị có thể đặt câu hỏi. Thì như chúng ta đã biết thì bây giờ nó cần mục tiêu chính quy gì? Nói như tiếng Chăm á, tôi xin nói tiếng Chăm là hát đây chàng cần là Chăm ngã chưa kiện. Nhưng đó là câu hinh, câu chàng, câu can, câu gia, câu nước, câu cho, câu mo, cục vào. Còn hãy Chăm ngã chàng cần đó là câu giá là chàng. Hãy Chăm ngã chàng cần chàng. Nói vầm lây thì tại ai có là vầm lây, tận lây, trọng lây, trọng lây, trọng lây, trọng lây, trọng lây. Hãy bóng trăm bộ qua đồ nào giang là dính hôn luôn. Hãy ngặn tràn tràn nó kia, ngặn tràn tràn nhá. Nhà hay như một tràn, nó dưng cưng lâm như cái tràn, hoặc cuộc kìa như tràn. Khả năng như là bố dành nhớ con ai dừng con thông, bên mà thường mướng cam mà là ai bố là như vậy anh. Đó là tràn tràn, đó nên anh là cái ý nghĩa và mục tiêu của chính như tràn tràn tràn. Xin lỗi vì những cái gì liên quan đến tiếng Chăm mà tôi không nói tiếng Chăm. Bây giờ xin dịch lại tiếng Việt là cái mục tiêu chính của lễ đi chợ tràn tràn ý nghĩa như tôi đã giới thiệu sơ lược bước đầu. Là cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho phước thái dân an và con cháu đầy đàn, tôm cá đầy khoang. Thì ý nghĩa xa xưa của người nhân cảnh như vậy và quá vậy thì không biết ông trời nó linh thiêng như thế nào. Mà khi người Chăm ở Văn Rang, khi họ tổ chức một lễ đi chợ cần, lễ này làm xong thì chắc chắn là trời mưa. Và trời mưa thì nó chỉ đi những cái nắng nóng và nó đem lại những cái mưa thuận gió hòa. Và cái ý nghĩa của đi chợ cần, ví dụ thì anh chị đã xem đi chợ cần hồi nãy là gì? Là thứ nhất là thành thần lại đi chợ để cầm, là có trống Paranưng này, trống Ghi Năng này, con ông bổ trống Paranưng và hay mời các vị cô, ví dụ cô Nai, cô Nha, cô Tăng, cô Đình Lầu, cô Sa Sang La Bà Phát gì đó, là ông nó gọi là ông Ma Tùn. Và ông mặc áo đỏ mà cầm roi hoặc là cầm bầu rượu hoặc là cầm những cái quả mà ban gọi là ban phước lành cho chúng sinh á, thì có nhảy múa hồi nãy gọi là ông Cát In. Mà cái biểu tượng lớn nhất của ông Ma Tùn là cái trống Paranưng, và biểu tượng của ông Cát In là múa đập lửa, mà múa đập lửa cũng là trung tâm lễ của đại tràng cầm. Nếu mà năm nào á, mà hồi xưa thì đập lửa thì nó thật hơn, đọt lửa thì người ta cúi thật ấy, người ta đốt lửa cháy hừng hừng, và đến thằng cây thun hoặc là thằng phô hai niên phân á, thì ông các em sẽ nhảy vào và đập tắt đống lửa. Mà nếu năm nào á, mà ông các em đập tắt luôn đống lửa thì năm đó rất là may mắn, mưa thuận gió hòa. Mà nếu năm nào mà có cái gì đó mà ông các em á, mà ông không dập tắt được đống lửa thì coi như năm đó thì cũng không hy vọng như nhiều. Nó một cách thực thà như vậy. Nhưng mà hồi vừa rồi thì chúng ta mặc dù là sinh viên, lấy đi tràn cành này không phải là nơi chuyện như tràn cành thật, mà nó chỉ là tái hiện thôi. Nhưng mà vừa rồi cũng rất là cố gắng, em xin hiện rất là thành công về lấy đi tràn cành, cũng nhảy và tắt đi đống lửa. Đấy, còn thứ hai nữa là về cái lễ vật dân cúng. Thì về phần lễ vật dân cúng thì chúng ta thấy lễ vật dân cúng trong lấy đi tràn cành thì có chủ yếu là nó có hai loại. Loại thứ nhất là Chăm A-hin, là Chăm gọi là Chăm ảnh hưởng Bà La Môn. Thì người ta thường làm ngày thứ
làm ngày thứ tư và mở đầu là ngày thứ tư và kết thúc là ngày thứ năm. Lễ đi dạ truyền thống của người Chăm là nó là hai ngày, ngày vào và ngày ra. Chăm đôm lại thay hết mất thay hết tiếc và thường là mưa nhúc tiếc về và là các Avan là mưa han tiếc về và hay trong anh hiến vậy là ngang hay kì là ngang hay phước mưa hay phước tiếc hay của trong Avan thường là mưa hay tiếc tiếc hay phước thì rồi năm nghĩ đồ biết ba ca tài vẫn là trong anh hiến là mưa hay dây và trong Avan hay dây vì giang đô là trong Avan là mưa hay tiếc hay tiếc hay phước là hay ao loát hay phô loát và tâm là biết mưng sẽ phút được biết hay kỳ sẽ diễn giải hay tô trong hay ai tiếc mà tâm đông anh mặc dù tâm nghĩa là ahin avan bên họ quả anh ăn mắc người tha của thằng bì con làm chàng gần đó ghê đó không vô loát như vô loát vô mình gần vô tân vô tan vô lầu vô nhá vô cô nai là yêu đầy đủ hơn mà nai tân nha cả phát cô đây là về đọt thờ và cô nai không bạn mình chờ là hôm nay khai là 25 tuần mức anh chừng lóc nào lóc mai chừng cô là cô năng có thay số cô lên tất cả những cô năng là cô trong như là cô giàu cô giàu cô manh chắc đi tự cô mê cô tăng ho cô đi ra lâu cô năng như cô giàu làm chàng càng này thì nó cô giàu đi hồi cô hay cô bắt cô còn buồn không cô còn buồn lắm thì chừng bắt cô chị nghe phải giang bắc yêu là giang họ buồn rồi tin giờ là cô tặng là cô giàu là ai cứ ai nghiên cứu là ai cứ bốn năm nhé từ đây là phát triển là cô hay là cô bắc năm năm là để ai cứ ý kiến và cứ sẵn sàng trao đổi là thì giờ cần ai đông sơ pha năm thứ nhất là một thứ nhất là hiên nhá cái ghế của nhu là cái da nó làm già lâu ghế thì chú biết là bên đây là vậy nhá hầu trăm về bắc hang là mưa nút tiếp về làm mưa han tiếp về rồi bên đây thì trẻ không thay trẻ về không thay trẻ tui thế nào chị nghe đây bên nhà trẻ hầu điều kiện biết chuyện khác không trẻ chị nhá con dâu mà bên đây là sinh viên nhá chú biết là thằng là con dâu nó tạm nên nó lại dây là mưa han á mưa con dâu á à cục kia giật tiếp về chắc lọt về băng thắt về đó là kì là kia kì là cao lót năm đã ý nghĩa như dần dần tông là chủ năm mục tiêu chính của dạy làm cuối cùng là làm câu căng thành công hinh câu tràng câu căng câu tha câu nước uống mo cho học vào và cuối cùng nào là kia là chạy nhau sang linh yên sang linh ở đây là không quả ăn may biết là quả ăn may quả ăn cay không may hay ăn may hay ăn cay dân may là phải sẵn này phải mất phải trông cây năm đó vào lao chừng dân chết ngọ ta nên ngọt lọc ca em đó đó nên là tụi nuôi nữa là như thay gì không tôi giúp nên là thay lý có nghĩa là phán đổi là mặt sâu xa xu xẻo là quả mất là tôi trông tôi vào biết thế nào biết thế trông dạ trông tiếp bà mai ta nên hòa tràn ta nước cho tu hành niệm phun là mục đích cho sanh lý giải năng và năng nhân lầu thì sanh lý ông ít phô nam và ông tuần phun thôi lại sanh lý lời sanh lý và may bằng tay hay trong lập bát là gì các hơi tôm hơi tôm tho là trước băng hưng hơi tôm về băng sắc băng hưng hơi hai đầu lập bát về nước cho hành niệm phun tỏ xúc sắc thì tuần nha đi nãy học cây năng có nghĩa là thầy tự tin là đi tuân đi cái phẩm nha có cuốn đó và thật liên và em may và em cây nó có công như nào là như thay thế rồi như bà nào như là những sâu xa xui xẻo của năm tủ là những người mà trên một cái cha hồi nãy trên một cái mâm cao người ta tiễn đưa ra sông và nó trôi ra sông ra biển và từ đó nó mang theo những xấu xa xui xẻo của những người trên trần gian này và năm mới chúng ta hy vọng đón mừng những cái điều tốt lành. À, đó là cái cuối cùng là cái nghĩa và những cái biểu tượng của lễ đi dạ cần như vậy. Đó là những chủ đề là như dạ nên cần chúng ta có thời gian chúng ta thì nói tóm tắt. Các chị nào có câu hỏi liên quan về lễ đi dạ nên cần thì khi anh chị có câu hỏi các ngạn cứu ở đây có thể là giải đáp những câu hỏi với anh chị. Thank you.
Và phải thật như này, trong đề hôm nay mưu là mưu thay cô cái thầu là cô lạ nó khi đi mà lại nghĩa là chuyện tổ cô cái thầu như tổ cô lạ thật ra là bắn mà làm rằng rằng là tâm hành hung lô thả đông dây cộng mư vô bác a và biết vô dầu hoặc là mư hăng biết về hoặc là mư xích mư diệt biệt xúc đại đô mê hăng luôn còn mư đại đông năm hiểu nhau có nhất chính xác là mư vô bác biết vô dầu mư vô bác là ba ví dụ dạ cả hình ảnh mư hay mư hay phút anh là thầy thay nó lại ngắt vô bác chẳng hạn bắt đầu cô quát là cái bởi lúc cô cần cô có cô mê à chẳng hạn nó là cô năng tăng hay bia hay bụng kiến mức là mức nhảy hay và bia bụng kiến là bia cô giàu bia cô giàu là ngao tung tung đoàn vụt bàn là chẳng hạn khăn bảo là bia cô giàu là từ cô ở đó tăng cô ta cô nha cô lào nha tăng nha phải tăng năng yêu cô giàu à nên là nguồn chính xác nên là nghi câu hỏi nghi câu hỏi nguồn rất là hay bất đại gian lô lô cắt đông hoặc là mưa han tiết tề hoặc là mưa nốt tiết tề hoặc là mưa thịt tiết xúc hoặc là mưa cô quát tiết cô nghèo khả năng cắt đông món mai nhiều đông này cho nên chúng tôi nhiều nên ăn là đấu mưa cô quát là việc nhắc tôi đang cô quát là cô ngầm buồn ngầm lăn và cô nghèo là cô đông trước cô nghèo là cô áo văn cô cái áo văn nhiều hơn tận bộ áo văn cô ta cũng nha đã nó ghi ông trù thầy thằng đông thêm về thằng đi à nên đi thể thao này là làm trăm rải khu của A Văn ai chưa A Văn là ghế ai chưa là ghế A Văn ăn là bức từ A Rạc Mai bên tạc tô ca cả cầm ni nét cầm ni cầm ni và như cả trăm tức là cả trăm chút rồi em ni là nó tầm trăm là chút cả trăm là nó chút hơn như là ai chưa tòa năng nên như tạc tô chí minh ai chưa xúc lên à văn à năm giờ khi nó mưa em mưa nút kìa về anh gặp nút ngại ai giang ai chân là tù giang à văn tù loa anh năm là cái thóc quà đài nga ai chân tù giang à văn tù loa do năm giờ thấy ngã anh em mưa nút là ngại ai giang kìa là cá loa hay là về đấy từ mưa chịp là mưa chịp tiếp xúc cả năm à do năm giờ lại là nhu chẳng tak tahu yang kelak dan yang kelak tak ada kelak pi dengan pi tu kelak ada blok kamu bro entah tu tahu lah banyak banyak apa pui pui lah yang lain melan kelak nak kelak ini pun kelak nak kelak kamu tu bro nak pun dan tuk ang lo tu jangan mungkin lo nak tuh bro jam day nak pi dengan to dunia ini thay dan mong trong mong ngậm vắng cao như hưu tràng tuy là dâu tâu tình tập tài cho nên nhớ là quả vui biết hết quả vui biết hình tầm của nữ dạ nhà như là dạ 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 hình tầm vỡ của nữ lỏ lại là nữ lại là hưu dạ dạ lô dạ nguyên lô cho nên nhớ tầm là tầm biết dạ nơi biết mưu thân rào ấn cao như hưu tràng nguyên cao như ăn cao như tràng nguyên cao như mắt cả tuần giờ như sao mà nhà anh chơi giao đủ món hủ đông cái điên chắc chọc cái nắng chẳng là nhà công ty quạt mà tập yon thun nắng thun nắng nhàng nhà đông lại tập tô thun nắng chàng hốt là thun nắng là thun đủ cục à vậy đấy tin chàng cái kinh nhà anh chơi nhà công ty thun lấy thun nhiều cái điên quạt pin tập vui quạt pin tập vui nhá chả chả mày tao ca chẳng mai chẳng tao ô chẳng cái mai ô thì họ chẹt luôn nên là trăm nắn này tập tô ở ghế trăm này tập tô là biểu tượng là tượng trưng trăm giờ tập tô pi quà này tập tô a văn ai trên là nhân năng pi trưng giả pi năm vậy à nước câu chùa móng bông mà được phần từ nước anh đi bỏ đi ở bắc cho nên là cả hai bên mưu khan
mưa hát lặng về và gá văn hân dơ là mưa nút lặng về và nước tàu bắt ở play chốt tím tím là nước bó mình than thấy vừa ngắt than rầu ngắt than rầu rõ là chầm hư là nát là mưa nút nút lặng về và gá áo văn hân là ngắt than rầu khu mã hát lặng về lấy chùa phân tích từ anh là biết ra đồ nước thâu là mưa nước mất rạp về và không mưa hang rạp về cá ao bên nó nuôi rây giờ hay và cá ao bên nó rây giờ hay và không bộ rây không gọt là chỗ ngã đi trà nơi gần anh và không mưa tham sầu anh nhưng ít gọt còn thấy vừa rây ít gọt còn hay nên anh nói là nơi là ông chủ đông gần nước thâu chủ nhiệm. Ngã cả văn anh hẹt tăng văn nên anh đang lang mô đang lang chiêu vàng hoặc đang ăn là nên anh đang hú cái đây là hú lão của nô dùng chỉ hang mình dùng mang mình tay mang thông dây tre cả lo là nhóm lắc là hú ô nhà anh nhớ ngã cả lo là dây tre mang tay là nhớ hẹn ngã cả cái chân bước thẳng đầu là ngã tăng văn bắt ngã tăng văn tăng ai hiền nhưng tăng văn là ngã hú lắc hú của lắp bắp ủng nước hồ hẹn gặp tạc giang nhận lăng chư phạc quạc chun chạy lòng ngó nhận lăng ca phải ủng nước ủng nước ủng lắp hẹn năng ngàn nhận cả giang giang nhận cả dân nhận lăng nhớ mưu thăm rào văn bác nuôi khô thang hẹn ngạc tù giang hả tù loa câu ngạc mưu tù giang tù loa giang ngạc cả giang giang câu cả giang cặp phạc giờ anh phải lăng quạ chư ta phải lăng quạ đẹp ngọt phải ủng nước phải ủng lắp để lắp bắp ủng nước là ya bố thang anh từ ngã này câu chữ lót bố ngã bố thang ghế thang rầu nhà ôn thang rầu ngã lót thang rầu ôn ôn cả thay ôn cả lót ôn cả già nghe là quả năng quả đó là nghe là ôn cả lót hay là phú giang lang chụp bảng tăng chạy lao ngó hoặc là ngậm nút hoặc là những ngã kiên chạy mưa vỡ cẩm năng phải u lắc một lúc ya cầu cẩm năng nhà câu chữ lót nhà ôn cả lót giờ cẩm năng nhà chạy hai bên tay bên và khu một gia tre mình cũng là cũng được rồi là nắng ngạn tạm là như này alo à trường trong đông tôi vâng à thật à trường cho han ông ai dân phát lần đầu hoặc là mơ han chắc tiền hoặc là mơ nốt chắc tiền đông đông nam đông mai rồi trăm trường ân đông ai hi nam văn mặc dù quà bên tha bên ấy giờ như là tha biết tha bằng ha nó là ấy là yun ấy là kaya yun yun như là âm anh đó biển là dương là cây gia văn bây giờ gia han bọn nào biển là han nhau là cây gia dương đó biển là cây gia văn là âm dương đó ngược với gia minh nốt nào biển là nốt anh nhau trường là cây gia dương thì nốt là nhau âm đó biển là dương đông nam đông mai dựng y tù hoàng đông ngày nay là tôi thập biết thập thầm mai thăng cây a hi na văn luôn luôn dục cầm gốc đó ngã đông 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 lúc mưa đông như như là nói chung lại đông lúc mưa là dạng gần mặc dù trăm được quạt lúc quạt mấy trăm ăn ví dụ à nhưng thật số mai nhung ray gốc ví dụ mai dám ấy bây giờ dạng gần là ngã nó rất là hay dạng gần đó là từng những gia đình có thang được ngã à từng ngã được yên yên gia làm thang từng à tối mới làm dạng gần con mấy các anh lại ngã đó lại ngã mai do như thang như ví dụ thì nhân nhìn dạng gần anh thì ví dụ à bây giờ bạn lên nhá bây giờ thế hả thì ra cưng câu nuôi câu nút cầm ta thì em nhân niên tướng ta lắm anh thì ra ngã gian hoặc là giang hưu ta ra qua đập phân han ra nào tâm chẳng cần hoặc là em yêu làm thang gì hưu rồi nên là hưu nhất thiết mai nay hưu hưu nhất thiết gia đình nay hưu mình vẫn nhân dịp rồi nó là nhân dịp mình nên nên ai câu đồng rõ cho anh chồng mai nay thầy ví dụ mày tin mày thầy là hưu với anh là biết mình mai ai hưu và ví dụ mày lát mày thầy thằng hưu à nhưng tìm mấy ví dụ mấy già mấy giang là những hú mấy tinh là những hú mấy đoạn ai có phong tục là hay ví dụ chẳng nhìn chẳng cần nghe phong thun
À, ví dụ hôm nay ai bên cho là doanh nghiệp ông Thương hay ông Quân hay ông Tàu kia là dạng qua luôn, dạng qua ta tôn hai năm ảnh dạng cần anh đi. Chứ giá họ khác ẩm thang không? Bên ẩm thang điều kiện anh đi cho doanh nghiệp dạng cần đó. Nga ẩm thang, đông chiên giang, đông công nhân, công trà, đông công tí tí lắm. Ai bóng đang hiểu hay, đang hiểu đồ đang hồ kiếm, đang ngạc nhiên ngồi kiếm, thắc mắc không? Đang hiểu đồ đi là đông là rõ thêm đi. Mà trong dạy là những ý năng. Là nô theo... Cả hai hình là hào văn là hầu thang đấy đó bằng tục. Là bên là phong tục rầy tục cho là thằng nghe nhất là thứ hai là do ẩm vấn là chẳng cần là chẳng bốn in không chẳng của cô chan là tổ rầy tục À, hiện nay vấn tại vấn đề đó thì thao lừa thì chắc chắn là không cam trăm vẻ mà là thật đó thật băng à thì ba tháng phát triển y rai như đã rai mai thì trăm lo nhau trường a hin lo tầng a hin lo trường a văn lo trường a văn lo trường islam bên đó cứ anh nói là đều phân biệt với đó a hin nhường trăm hoặc a văn nhường trăm islam nhường trăm hay nói nên anh quan điểm là việc trong hôm lâu thằng mình thằng a hin thằng a văn thằng islam nó là một bộ phận ba bộ phận chứ không thành hoa hoa trăm giá thay đâu vẻ bằng hoa trăm và ilimo trăm và thấy phân biệt này thế ai đâu này phụ mong có khi trăm không đánh mặc dù tại đâu này anh nói đâu không mình nói trong dây đó là chỉ bình thường là lịch sử ấy ví dụ dân nhưng mà văn hóa Việt Nam bên này nhưng thật giao đâu nhưng tin tưởng giao đâu bên tất cả nguồn gốc đó là văn hóa Việt Nam và văn hóa Việt hàng năm nhé tôi anh nói ngày năm có chẳng cần anh tại đọc con đẹp cha đang dĩ nhiên chẳng cần là ai hít nào văn cơ bản như câu bên dây câu vì chẳng cần các ai hít nên là của cha đâu giá còn ngon là về là đọc con cha đấy đọc rất hay văn nha có chẳng cần các mây âm văn anh là của cha là cha à vì em văn mây âm văn là chúng của cha được chứ và dây là cách mấy là cách xe xài giá thích về là cách học à đông đông nát có nghĩa là mặc dù anh minh hoàng hưu cô chắc làm chàng anh lập chàng nó thay cài chế nương anh ấy ông khăn anh lại như cài là bàn hồng lo anh tưởng tượng ra thằng thành gì lập chàng anh minh hoàng hưu áo vai nằm anh à cái băng nga vẫn là tưởng tượng ra bò loa bởi giác làm giác lạ anh đang tưởng tượng ra bò đừng gần bên ngoài giác làm băng đâu là loa à, có nghĩa là anh biết là văn là luôn luôn như gắn không chớp như một thể như tất trời không mặc dù vô tha số phong tục như vậy đó à đâu nó bên luôn một thể tất trời không làm chàng á anh biết làm chàng vẫn luôn luôn giàu à đâu nó tỏ các anh văn dĩ nhiên là anh là chuyện rõ ràng tỏ các rồi chẳng hạn là gia gia lắc bên nào ghê bảo không anh bên nào thích về là đào cô chàng thấy cô chàng thấy đó là bị lô bắt đó cô chàng à thầy cũng thế. Anh đây thầy biết thâu ca ilmu trăm rồi á, lầu phí. Như thằng nguyên tắc, áo văn ai dân thập trẻ trường mai, nàng lầu phí. Áo văn anh thập tô ca mai tư, ai dân thập tô ca thang, tư thang thì tỏ ấn cầu. Ú lạc cầu ô, ú tư thang hoa văn ai dân, trăm thầy hoa văn ai dân tỏ, ú lạc cầu ô. Bạn nhận đi, thấu thâu ô, nên áp văn chế lạc đọc, nè là cháu ô, áp văn chế nằm vào phí. Ngay dâu, hay chứ là cả ai hiên ân, đánh mũ cây, đánh mũ cây ân, chứ bằng tê, chứ thang ân, chẳng mũ áp văn hiên này. Có tỷ phí, cả ai hiên ân, chẳng nào mùng tê mai này, tê mai. Mai thang ân, đầm thang, bắt đầu phân mũ cây ốc, làm mũ cây, chứ bằng tê, thang ân, làm cây mai. Áp cây là phí, làm nước đò, phí bằng mũ cây ân. Ám cây mai em là to cả thay mư cả to thay mư mong thay cuộc để nắn băng cả ai dân lại băng cả thang mà cả thang cả cây lọt cái băng phí lọt mai nào chìm lọt ám cây em đang quay giờ là lý nọ ta phải lý nọ to cả nọ mong cả yêu lý nọ nọ áo văn là ghét nọ áo văn to cả yêu mong cả nọ to cả thay mư à tỏ hết đồ mong cái mư nọ ai dân tỏ hết mư mong cái cổ hết đồ nọ ai dân cái mư nọ à bằng cho nên cái cả trăm cái cả trăm trẻ cả dân trẻ chẳng khu à bằng ai dân lọ cầu năm mình cả dân là cái ai dân lọ lọ cá à bằng
tăng giá là ngay một cây ngang chẳng hỏi bao nhiêu dân u cho đồng liệu trăm biệt còn phạt đầu không giao thăm đi thăm đi là cái hay thăm đi chắc cam đi nó nghe thăm đi pi tuổi trăm chẳng mai thăng thẳng vậy thăm đi là thăng thẳng trăm đi chẳng mai pi thăng đi thay ngã năm văn thay ngã năm văn thác gõ và gõ lâu gõ lâu gõ ăn là cầm răm phố trang mưa thằng tỷ đi cầm răm phí chẳng trăm đông ai cầm điêu cầm phí chẳng trăm cho nên cả trăm chẳng thấy cầm răm xà xe cô và cầm răm không ngạc điêu vậy cả ai hiên a văn mưa thằng tỷ lâu đấy con ai hiên không ngạc điêu kim túc thì táo ô nó đang cầm răm phí cầm lại ngạc trăm a văn chẳng ngạc cả trăm ai hiên chẳng ngạc trăm rây ngạc tê chẳng lẽ rắc tê cùng môn là cả xà xe là tặng việc cho nên như là áp ban này chứ là cái pi hà cẩm minh hà cẩm quả đầy hẹn ngã ca loa là một trăm tầng tiền ạ hẹn ngã ca giang ca po giang ca bang giờ ca áp ban ai dân tầng ạ cho nên như trăm đầy pi tầng trăm thay ngã ca loa dù cả trăm chẳng phải à một trăm mười lây cả cái trăm đó tầng ạ ca loa một xà bằng ca loa hồ giác gặp thay cùng mùa ngã à một xà bị xe của ngọn nhập tề nó là hết tê a văn này răm này plap này bị pi chẳng nào tê pi tê là tê trăm của trăm rồi u của thay rồi nằm lì ngang lì ngang lì tàng ngang phân công nhiệm nhiều hơn là cô xà tàng ngang cả trên chịu trách nhiệm là tê cả văn là chịu trách nhiệm là tập sắp nhập lì ngang tàng à cả răm văn giờ năm giờ ngay cả thằng tiên thà từ lâu anh thấy thằng tiên phóng trốn muốn trốn chẳng cả phi tổ trăm chẳng qua han như vậy đó là một cái thằng kỳ này thấy năng may quả ra câu nữ câu cho câu phân câu nít lầm già ai hiến chẳng may đây cả trăm chẳng cái thằng kỳ này lầm thằng tiên cái thằng tiên chỉ cần nước cái thằng tiên của áo văn hô thằng tiên là thằng tiên thà quả nọ nọ cái thằng tiên nọ cả văn nọ cả lại thang là diễn ra văn thằng chít lên thằng tỏ cả cái đồn thằng ấy là thằng ai hiến thằng là pin cao bộ sạp xem tỏ năng thay năng năng éo thà kết bộ sạp xem tỏ năng cả bộ trang tỏ thằng cả thầy mừng cả ai dân tỏ thầy cổ ngang năng cả ngang thằng pin trăm trở về lý chiến này trăm lý chiến này cả trăm cả dân lý chiến ngang thằng cả thầy cổ và cả ngầm ni lý chiến cả thầy mừng cho nên như trăm thầy a văn ai dân tha mình cũng vào cho nên như là gia đông này tín ngưỡng con nhau trăm là một không có hai năm năm thân công nhiệm vụ hà cọc ngã lên đấy chị bố hà ca thâu được quả anh chị đã ban luôn đây cậu tạm biệt tiếng anh nhớ năm như ta nhận đi tỉnh nước mô do quốc dân nào sẵn bao cái bạn giao ô chúng ta các còn anh như chị đi thâu ước thật đây là do năm trăm nì tạm biệt cũng kịp đây cậu à bạn anh chị biết được nào tỉnh năm anh em đang 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 mơ thì cuối cùng điện thì là play anh em đã phải trả mong ship mai là bố play lại là do tôi buồn mà nó do mơ thì dịp kẹt đến xúc cái yêu thì bằng hôm kiệt ở trong này thì là nghe là toàn thế bớt là nha thầy tù bằng cô đôn con non này kiên của con rồi là bố ta đông ra đây làm lịch trả hoặc làm lịch tiên lấy ai là mặc dù trăm là chẳng cần như chút năm thì mỗi hôm nay là như số chi tiết gây đó qua với là chẳng cần như cứ nhắc con từ dây thang gùn tăng xe chút gùn hoặc là đông đông làm gùn cũng nhất thiết mai hay là phải đông như thế nào làm thế nào làm cộng tới đâu cộng tiên với tổng là than là như thế kế thu là chứ không nhất thiết là nay là ngã làm hay ra đâu ví dụ tổ nay nhau đất ăn cứ mưa thì dạ xúc em mưa thì dạ xúc mình mà có thái ngã hay tăng thì không à tôi anh thâu lại năm tổ đâu này là cô trang thành vẫn là tôi cũng ta à cô trang nó kẹt tùng ăn là nó tùng hàng đông nên ăn chạy đâu bao bao ngày trên rồi đây như đây trăm trẻ em vẫn đang thả quả đầy do cô trang là như là cây làm giờ tâm về nên giờ như này giờ này không có dương cũng dương có âm anh làm năn anh
avan giờ này avan lọ ai dân lọ avan no lọ này là lọ no thì đang giờ lọ đọc giờ nu tròn đọc biết to nu thao tham đi hai mà một đi một là hai em tham dùng cái tòa tòa mình nhau tha cây men giờ mai là dùng cái đầu năm như tham như tha tiếp thập thang tha tiếp thập thang tiếp thang thành tha đọc thang làm nhé avan ai dân đặt tội cho năm cho năm đông cả cô trang nên bắt khóc quá khó là kế, quá khó là tô cánh cây quá khó là tô cánh cây nó mới cạch sạch xe là quá khó ồ, phải lưu bụng lưu bụng là kế, các kế phải chắc bụng cô chắc là lòng mới thật kỳ, phải quá khó ra đi, tạc tô thì sử dụng cây nhu là, nhu áo văn mình, áo văn là mai mình tạc tô cây ra, khóc tạc tô cây ra lọc ra sạch xe là không quá khó ồ, lưu bụng khi bắt đầu mưng ngạc cắt là phải bắt bụng ra bắt bụng, để coi chắc vô tạ tô cả mấy quá khó tạ tô cả cây năm mình lo hơn các góc lo năm mình cả xà xe nhu lại các góc lại tạ tô cả cây năm cả ba năm là các góc bước chăm thăm quá coi em thăm gặp thăm coi em chắc vừa thăm chắc vừa thăm tạ tô cả mấy lúc mấy chắc vừa thăm năm lúc cây các góc năm cả xà xe là các góc bước lầm lắm là lúc mây các khó ăn hẳn cây cả bao nhiêu lầm lắm khó ăn hẳn cây năm mình chắc phần trăm là lúc mây tạc tô áo thăng năm mây áo thăng như cả văn ăn áo lót áo văn chú áo dê vô lên cái tà lót đi tỏ lót có mưu thấy áo mưu áo bảo lót có mình lót có người lót có mưu sốt cái mưu đi thì lại áo mây đi áo mây đi là cô chàng nắn lại chú là chú áo mây cạch xà xe của nó áo xà xe chú áo xa áo xa đi gặp chú mừng xà xe chú áo chú áo cày gà phô chán chú áo chú áo mày năm mình chung là cây quất xà xe chú ông áo cây chung như quân tưởng tưng là ghế tưởng tưng là lúc mày chú xích mình tưởng tưng là đi đi dòng là lúc mày nhớ à đặt tô lúc mày đó xà xe là hô xà xe là thầm bọc xích mình tùng hân đặt tạc tô nữ nước mây cái là union cái là union cái này cái này là sinh khí của nước mây đó là ai hiến vợ à à văn vợ là nó cô cha như này lại tôn là tôn nước cây cả này tôn này nhớ cả này từ nước cây đấy cu là quả bò nhá cu là vợ nè cu quả bò vợ đi là quả bò mặn nước cây từ nã nước cây đã tạc tô quả đây phi nã được tạc tô cây mày phi à nếu năng năng nhớ là trăm trời là hữu a văn a dân như này năng là lý thuyết của trăm trời là biểu tượng kết về là âm dương âm dương âm dương phối hợp vào các cái toàn cộng trình nhu tòa trời rây cao mây cây a dân rây a văn dù rây thì rây năng phải toàn cộng răng ngã cả ni đặc tình ngã cả tê năng nơ ngã sa cơ vi năng này sa vi cái ngã sa vi như này rắp năm trăm ba là kết năng hẻ hẻ trăm bác hùn rắp là phải là năm trời cao thì tòa thôn lầu anh là rắp là năm à thế chúc trăm ba vậy là thay nắn à thầy để phun hết tòa thôn kế lên hết thôn kế thôn ngạn và ngã anh hết mưa có thôn là thầy phun phun mưa có thôn là phun giờ thay nắn là có thôn là tha thầy phun anh giờ tăng có thôn của cả làng Abani là phải có thôn là thầy chúc được rất cao nhung nãy giờ trăm 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 ba ngàn tỏ như này nãy là cả ai dân Avan lúc này nào cậu Avan nào lấu ai dân nào cày Avan tỏ lá ai dân tỏ ngọc nó may đi lá cây ngọc tạc tô như này kia là tạc tô á nãy nãy tạc tô chụp tạc tô câu tạc tô can ấy là giờ tiếng người như nhạc các can ấy là giờ cùng thức ấy như này trăm giờ can tờ tay bước khi giờ bước người ăn đổ vai lên cao cho đi ngày nay muốn lên ngã cho đi ngắt kia ngã cù lên cao cho đi một cây hôm nay thì tỏ tăng ngạn khả ngạn đồng niên này ngạn cô cha ngạn kiên ăn chúng ăn ăn chẳng có cây mày đi trăm dễ làm các tổ vi cây mày đi rồi giao cái tổ chức xã hội ấy là cả đi cả tên chẳng cây mày đi à cả dân hải văn nắn dân đi dạ tôi nghe được chắc không là dân đi từ phố xã hà phố xe dân lại sâu đường cái đường cầu đang đường trăm liếu đường này cả văn cả dân dân chỉ tôi dân cộng đồng trăm hải văn cộng đồng trăm hải dân phân công nhiệm vụ tập trung tất cả để trăm chỉ là một trăm là tha làm tu là tu tòa lót công gia vì thằng và từng đây nhà năm giờ là phân công nhiệm vụ là chính hẹn ngã thay ngã cả lót thì à một trăm ngã năm mươi phần sản ô giáp thay ngã tụ nguồn cục kia ngã kia tê cái giờ là sản xe kiểm ngã
và trăm là trung vị tất cả người hành trăm dùng ni dù trăm dù cả áo văn ai dân chẳng tu nha tu loạn như vậy văn phải tu loạn tu nha cá nhân tu loạn nha thì to quả công lạc động nhưng trăm này lạc động là như thế. À, à, đây là để học tập làm a hin ông ban làm a ban ông a hin từ năm nhớ làm ông cha thì năm là ông cha là con to bên bảo tung tùng nâng nâng tay mà ha à, ông xe vậy là cái cha bu may mới là tung ông cây tôi rằng anh đọc tôi ông cha là tôi đã tin hả tung tùng mà ha ông y luôn ăn chỉ là vậy làm học tập rồi làm cô cha là ông xe làm ông xe làm cô cha làm a hin ông a ban a hin năm nay đông tung mai vợ tiêu rút rồi lại tình cảm thì ghê làm vậy không là có hệ thống này hội tạm thời nó ví dụ ca mùng lăn thì không có ai biết được á ca thành gì thì không có ai biết được mới mừng chàng ca này ghê có phân công là thay là ai biết được á ai biết được á như đó là trước như là ta tin ta gặp nôi ta cầu nôi lên đánh làm chàng gần ghê ông công dân quá công dân hậu ông về ông nốt ông han à ông cô chàng ông cô ông đó cô đừng gần à đâu có được về chàng cả là như năm cái đây thấy câu không câu hỏi về chàng cái đó làm dụ mất luôn rồi như thầy cái này tranh thủ là à, tiến sĩ Thông Anh Khánh sẽ đưa về chạy hôn ảnh hiến của Á Văn của Sư Lam ở đây chạy hôn ngọt lịch sử trong ba ngày của hôn tập nha yeah. Nên ảnh hiến Á Văn lại ảnh hiến của lô hờ của Phật giáo thì ta thay kinh nha ảnh hiến của lô nên nó nên vinh dự thay gian trong về là tiến sĩ Thông Anh Khánh đã nghiên cứu về Phật giáo thì và lúc trước này nó nhớ ban đây là u đông gần bốn trời chương từ đất xe từ đất 200 công an thâu nữa đó thì đông đất thà gốc thà gốc thà lưỡi xe mày cho đi à, tôi hăng ban tổ chức là mà sắp xếp đi thì cái này á tên từ đông mà đông mà già hàng cấp anh dòng năm á là cây già nâng cân tên từ đông với cái ilimo trăm dòng năm ilimo trăm từ từ ai thâu á là nhu được gắn kết rất chặt chẽ dòng như là tín ngưỡng tôn giáo rất là từ tín ngưỡng tôn giáo đoàn văn hóa chăm cũng nên tức là toàn bộ về vấn đề chăm á như liên quan rất lâu dòng lực lượng tôn giáo cái này thì tôi thì ai sẽ tăng thêm ra dòng là lĩnh vực tôn giáo là Phật giáo trong thời gian là hay đâu mình gặp hay qua gặp thầm thi ở bậc Pran và Pri ở bậc dài phụ phần của nào của các bạn nhưng mà lại dài qua gặp đông đấy nè đông là đông mai đó phi đặc và nốt là tẹt à phi đặc nhưng mà cái mũi của phi đặc là kiện tức là nhu viên âm từ phản ba và trăm tức là Buddha Pida tức là như thế nhiều phi Pida tức là Buddha tức là nắn nội năng là nhu tiếng âm từ nghĩa của Phật Đà tức là Buddha tôi khai hệ thống tâm phạm sắc phi Pidoma là dầm cái lịch sử phát triển về tín ngưỡng của trăm á thì trăm đề hầu hai giai đoạn nhu ảnh hưởng cái thích rất là lâu tức là Phật rất là lâu cụ thể là Trăm là trung tâm phát triển Phật giáo bây giờ là gần nhất tức là sớm nhất dầm kể cả cái khu vực Đông Nam Á bằng chứng là dầm cái giới nghiên cứu khoa học tức là từ thời kỳ của Marc Bero nó phải ai mua nhẹ nó phải tôm trong nào phi nào tôm về tôm gặp tàu trăm tức là tôm gặp tàu tàu nhập bò hay nhập sang riêng thì tức là ai thâu là cái tàu cổng quý tức là cổng quý là tàu vỏ cạn tức là văn bia vỏ cạn minh văn vỏ cạn tức là vỏ cạn á là như tổ các Nha Trang cách Nha Trang khoảng 57 cây số Văn Biên anh cái đi thì như bị mờ rất là lâu các đi hù tòa đó băng đi nào khảo sát nhưng còn rất tiếc là chỉ dựa mơ dầm cái tài liệu của Frank tức là tài liệu của Pháp
nghiên cứu ở Phan Bi Cát Đi thì hiệp hội quy trình, mặc dù Cát Đi là cũng chuyên ngành về sản phẩm, nhưng hiện nay thì nếu xác định rất rõ ràng là Việt Nam là nhóm mang tư tưởng của Phật giáo. Còn nội dung của Việt Nam tức là cuối cùng thì cuối hội Việt Nam là như là Phật Tao Sarimara, tức là vương triều của Sarimara, tức là giai đoạn của thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ hai. Tức là hiện nay là khi Phật giáo bay bia tại Nha Trang á, thì thế bố là đang là bằng chứng sống động nhất bia xác định lịch sử truyền mới nhầm trăm đề. Nhưng mà cái chuyện của một hai vương triều đó về cái tư tưởng Phật giáo thì chuyện anh nhu bình thường, nhưng mà thì xác định là vương triều Sarimara là vương triều kế. Quan điểm của Mataro, quan điểm của La Phong á, Play á, nhất là Mataro dầm Lê Rút Champa, tức là dầm vương quốc Champa đó, thì ông anh đông á là Sarimara đồng hóa giữa cái triều đại Sarimara của hai triều đại của dầm thứ tỉnh của Lo á, là cái làm ấp. Như là tôi đang nhận nghiên cứu của thầy đây, tất học thầy đây thứ thầy ai nghiên cứu đó, thì có đó là người như xong ngay cả viện viện công bác đổ, tức là ngay cả nhóm thầy ai nghiên cứu bác dân nhiều và dầm đây cũng năm nay thống nhất cao là đó là như hoàn toàn như sai. Thành ra này ông là phong hồi nay ông đã từng ông đơn là cái nghiên cứu của Mataro về vương quốc Champa là hai số tư liệu về xác định niên đại là hoàn toàn sơn vị. Giống như là điển hình là ông anh xếp giữa triều đại Sarimara và hàng triều đại của Lâm Ấp là tha các khái niệm thì hoàn toàn là sai lầm. Thực tế ra đây dầm nếu mà thấy mà thông về đi thâu về khai Sanskrit tức là phản ngữ thì với cái khai Sarimara thì là Sarimara, nhưng nếu mà thấy chữ kho là học cái lo tức là cái hát là thì muốn thâu là Sarimara Ai Cập từ tức là từ khơi cái phản ba cái hán là như dịch bản từng gặp Lâm Ấp thì như dịch từ cái hán ba cái phản như dịch bản thể lấy là trong này vương quốc đầu tiên của Champa, tức là cái địa danh đầu tiên vương triều đầu tiên là Lâm Ấp. Nên Lâm Ấp chăm để cuối hình bản Sarimara chăm để cuối hình bản một nhà cuối hình bản đồ nắn lo như quá đồ nắn khăn phả như đâu các đi từ đông về Sarimara, tức là Sarimara thì nhu dầm cái nếu từ đại ai được chứ có nghĩa của Phật giáo thì mơ nào cái từ điển như là Phật Quan Đại Từ Điển như quá dầm đời Khang Hy thì dầm năm á như chua phiên âm của Hà Bộ Kinh, tức là Sutra thì như là Kinh Tạng thì như Hóa Bộ như là Maha Sarimara Buddha, tức là chú dịch là Thắng Mang Sư Tử Kinh. Cái bộ kinh này á, là đôn về lịch sử của bộ kinh này á, là như đôn về cái sự phát triển của Phật giáo Hamayana, tức là Phật giáo Đại Thừa. Đó là cái tiền khởi định, tức là như dầm Phật giáo, lịch sử Phật giáo thì như hù qua giai đoạn hay như là Phật giáo nguyên thủy, tức là thời kỳ của Phật giáo của Phật Thích Ca trực tiếp điều hành tới khi Phật giáo Phật Thích Ca ông anh tay đó, tức là ông nào đó thì tham tông thun đầy cái Phật giáo như bắt đầu như Canh Tân là cái Phật giáo Đại Thừa, như là Phật giáo Canh Tân. Thì Phật giáo Canh Tân anh á là tòa bộ kinh Phật Phật đầu tiên nhất của lịch sử Phật giáo, là thứ nhất là Thắng Mang Sư Tử Luận Kinh, tức là
Mahasari Mara Sutta. Tòa thứ A là cây tổ kinh muốn như là liên quan tới hai gian tức là duy mặt cực, tức là tòa bộ kinh. Thì khi vô chỗ nó bị xác định rõ ràng là bằng chứng rất cụ thể là cái Phật giáo của thời kỳ Sarimara là Phật giáo đại thừa, của vương triều Sarimara là vương triều biển. Nếu trực thuộc thay thì đâu mà là trực thuộc chăm hay là trực thuộc đồ hay thì các đây là tế là nào dầm lịch sử để bất hợp gạo nào về Phù Nam á, thì Phù Nam là hai giai đoạn phát triển, tức là dầm năm dầm thư phân bia của Việt Nam từ An Giang nào tới Pa nào Pleiku, tức là Campuchia, Nam Myanmar nào Pa đi, thì chúng vẫn xác định là Phù Nam là khởi đầu của cái vương triều Phù Nam là Sarimara. Và bằng chứng khảo cổ học rất là quan trọng, tức là khi Phù Nam chót toàn bộ cái văn hóa Phù Nam thì ấm ông là Phật giáo đại thừa cho phát triển rất lô dòng cái chu kỳ này. Thành ra là đông năm thì đông là năm nào vương quốc Phù Nam mai tới cái Nha Trang, tức là mai tới Tân Tu Rừng Gà. Chỗ này giao không? Một Phù Nam là thay của Tài Phật là Nhung Thích. Tài Phật Nhung Thích thực tế là nào dầm trăm năm thì cũng đâu mất cây lật ngược nữa là về địa danh, tức là hàng vương triều. Thì đông là trăm thì có, tức là Lâm Ấp. Năm thì trăm thì yêu Lâm Ấp là yêu ông Bảy. Tài Phật lo yêu quá là Lâm Ấp. Trước đây ai đời ra là dầm trăm để cho hù tình ca thằng ca đông hù tòa vương ca vôn, tức là tòa dòng họ, tức là dòng họ cao, dòng họ vừa, tức là Liêu và hắn Phi Ninh. Cái cách phiên âm như này tức là đông cấp thể hiện thể yêu là Liêu, tức là ai chạy là Liêu hơn. Thì đọc tôi hắn âm của Quan Thoại là Liêu. Thì khi của Thị Đông lúc đang giai đoạn nó là vô ca hình thành hai vương quốc cố định rồi. Thị Đông là lấy là họ Lý Ú, tao là họ Ú. Thì thứ tụi bọn nó lo nè, như quá nè, là như thế là Liêu thì tập tôi hướng âm Hán Việt là Lâm Ấp. Đó, tha đó, năm đó Liêu đó, Thị Đông là Phu Nâng. Đúng rồi, đây là họ câu là Phu Nâng, Phu Nâng. Thì Phu Nâng dầm khai phát khai hát điều phiên âm là Phù Nam, tức là Phù Nam. Thật ra là dầm giai đoạn của vấn đề cái hệ thống của Lâm Ấp của Hằng Phù Nam là hai giai đoạn của vô hù cây bối giao khoa lô giữa cái hình thành tiên đề ca hàm thầy nó như thống nhất của cái hạp thần, như thống nhất của thành của Liên Minh Trăm Ba. Thành ra cái Phật giáo như phát triển là như phát triển từ phương Nam, tức là từ Bắc Phù Nam như Phật của Phật giáo là từ Bắc Tôn đó, tức là từ Bắc Amaravati hay là Bắc Lo Tôn Ma Bà Dôn Tôn Ma của Phật giáo như phát từ Mưng cái khu Đông Nam Á, tức là từ Bắc cũng như là Myanmar như phát Mai Pa Lào Campuchia của Mai Pa Chạm này. Thành ra là thì khi mà thì xác định là cái Phật giáo đầu tiên là Ba Hay, Phật giáo đầu tiên của Trăm này phát triển rất thịnh vượng, hai vương triều của nhau rõ ràng, cho nên là Kautara, tức là vùng Nha Trang ở đây. Đó năng ca như phát triển của nào, rồi nổi tiếng nhất của trai thì hay thâu, cho nên là Phật viện Đồng Dương, vì hai tức là duyên nhiêu là Phật viện Đồng Dương, cái khai Đồng Dương này có liên quan tới Trăm ra. Khai hát tức là thành nên là khi Phật viện nghiên cứu Trăm, còn nếu muốn để ai cũng nghiên cứu cả kỹ số vấn đề Trăm thì chưa khó học thêm hai khai ra như là khai hát, khai chấm, khai sạc rí, sạc ba lý, khai ba lý đó, thêm một bốn là khai hát dầm khai đồng dương. Khai dương này dầm cắt quá là nhu ba và bộ phải. Thành ánh nhớ là dương có nghĩa là đọc phù gia, thành ánh nhớ là đồng dương là
là mu giang các đại dương chính từ mu giang qua đồng dương là cho nên là địa danh đồng dương nhưng mà chúng kể hầu như là vihara giống như là vihara đồng dương thì tự nhiên địa danh chúng ta nói là như đồng dương nhưng thực tế qua năm dòng biên ký thì cho nên á là anh như là vihara avalokitevara tức là phật viện quán thế âm. À, Phật viện đây phát triển từ thế kỷ, tức là từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9. Cao trào của cái Phật viện đây là thế kỷ thứ 10, 11, 12. Và cao trung của cái tu viện đây là bắt đầu thế kỷ thứ 14. Rồi như ta là thế kỷ thứ 15. Và cái chính cái chỗ này đó, cái tu viện đây là nho hù trăm để đón tiếp tòa nhân vật rất là quan trọng. Đã ai tin là dòng câu chuyện của Tây Du Ký, tức là nói về cái vấn đề Tây Du Ký thì đường huyền trang nao thỉnh canh Bắc Tây Trúc. À, thì lâu của đường huyền trang nao thỉnh canh thì dòng Trung Quốc thù thác lan ra nao cũng như đường huyền trang. Nhưng mà hôm nay cai á, của nó bằng lành thế. Ôn anh yêu là nghĩa tình. Thì khi bộ ông anh bọt bắt lo ông nào đây cái thi mà thì ông anh ghé bắt Phật viện Đồng Dương ông bọt và tài liệu của nghĩa tịnh quát cái là nào anh vẫn còn quát là mô tả toàn bộ cái hệ thống giáo dục của Phật viện Đồng Dương bộ ông nghĩa tịnh đó này đây là cái chỗ Phật to về nước xe Phật giáo rất là lâu của phải đâu là quan nhất trong năm, tức là thành ra là trăm đề như hồ học hai trường đại học Phật giáo rất là quan ta là Vihara Avalokiteshvara. Nhưng mà tại như tức là từ thế kỷ thứ 15 là Phật giáo như tàn vi, thì từ bất thời thế kỷ thứ 15 là trăm đề là nhu thọ hồ thọ cái khung định của cái trước qua của nhu bất là nhu tắt dần ba nào ba hình thành cái vùng của văn thù răng gà, tức là văn hóa văn thù răng gà phát triển toàn quốc thì dẫn năng nhu ảnh hưởng về Phật về Hồi giáo, tức là nhu mư thành khái niệm trong ao quan a hiên như Phật lạc năng thì tức là Phật giáo được chấm dứt từ thế kỷ thứ 15. Một cao trào của Phật giáo vẫn là cái hai trường đại học rất nổi tiếng là Vihara Avalokiteshvara. Còn tại trường đại học đây chưa đóng tiếp tòa nhân vật rất quan trọng của dòng dân quá quá, tức là dòng lo quá, dòng dân quá. Thứ nhất là thiền sư Nghĩa Tịnh, thứ hai là Hao của Tao Dân, tức là Trực Nhân Tông. Của Trực Nhân Tông mai có tu viện Vihara Đồng Dương ấy là Thầm Văn Lạng. Rồi chính ông anh thua dùng tu viện Đồng Dương, ông anh phải mong tu viện Đồng Dương ông phá bước nào phá dụt. Và đại biệt ông đang ngắt ra thiền hai như là thiền hai trúc lâm nguyên tử, cái mối quan hệ giữa thiền hai trúc lâm nguyên tử và tư tưởng của cái thời giai đoạn của Avalokiteshvara thì là cái tính trọng nhất rất là tròn. Thành ra như là cái chân đề hai giai đoạn đề cũng phát triển về tư duy Phật giáo, về tôn giáo Phật giáo nhất và tròn. À, thì dầm cái thời gian như cũng kỳ thành ra là chỉ tóm được hai số thông tin cơ bản. À, thưa thầy ai vâng rồi thưa thầy ai nâng phổ kiến quá thầy nhi thôi nhi của ông nhi thì kể nhà thầy trẻ lo thầy các bạn nghe cái năm tới thì tập giao trong ba là đóng một vai trò quan trọng nhân vụ gia đình là di sản văn hóa trong gia đình là hội khu mỗi liên hệ khi mà Phật giáo đấy thì cái đây câu thứ hai là liên quan về khảo cổ, tức là làm Phật viện Đồng Dương đa số cái hiện vật anh là hiện vật Phật của hồng liên vật Lokeshvara thì vật Lokeshvara là nhu dấu là thao biểu tượng hay là tượng trưng của Phật giáo hay là Bà La Môn giáo đấy. Và câu thứ ba là ngã tàn phấn của quá trình phát triển của Phật giáo như năm nào của nhung hết bất tử của đều theo nguyên nhân tàn phấn nhung hết luôn á. Cao đô hăng chỗ sơn là lâu lâu thảm gì tại vì sơn là núi đang lĩnh vực khảo cổ học.
còn trong nước đây còn nhi là trong đây chắc tới đủ một vị cho một gan này tóm được. Thứ nhất đó là cái gan này trong cái thứ nhất tức là cái dấu vết Phật giáo dòng trăm gan này từ đời thôi. Đồ đây thì thực tế thứ hai là Phật giáo á, như Phật giáo đại thừa tức là Himayana là cái Phật giáo nhu hù dung nạp cả Upanishad hằng Trích Vệ Đa, tức là nhu cấu thành, tức là nhu nâng cái hệ thống tư tưởng Ấn Độ giáo và cuộc lòng hơn là tích ra, tức là từng thời kỳ của Vệ Đà, nhu ba nó có thời kỳ tức là Trích Vệ Đà rồi nó ba tới cái như là Upanishad, dường như là áo nghĩa thư, tức là cái thời kỳ của Upanishad là cái thời kỳ nhu phát triển đỉnh cao của cái tư duy Ấn Độ, và tư duy Ấn Độ tức là nhu kết hợp của giữa Phật giáo hằng Bà La Môn giáo tức là Hindu giáo như sản sinh ra, tức là từ Bà La Môn giáo Phật giáo như sản sinh ra hai cái thế hệ ra như là Hindu giáo, tức là thầy nên đạo Sikh đạo kia cái đó phát triển tức là Ấn Độ Gandhi, thì dầm cái chu kỳ bởi vì thì đó là liên quan đến vấn đề Phật giáo thì phải xác định là Phật giáo đại thừa, thì khi những ông ai từ miền Nam những ai cố quan lên ngon đây á là hai giai đoạn như phát triển nhân vật tài bản như hùng dân tích hàng trăm lẻ, tức là từ thế kỷ 15 hay tới giờ đây trẻ không có thấy là tôi Phật giáo, thậm chí như hai giai đoạn là thế kỷ thứ 18 cuối thế kỷ thứ 19 trăm ngày hai số bao trăm ngày vẫn phải nó chùa, tức là nhà Nguyễn thời kỳ tài hậu Nguyễn tức là cái thời kỳ của Gia Long đó, là phải mất bao trăm năm mới chùa Thiên Mụ, tài liệu quá rất rõ ràng. Có nó sinh hoạt đàng hoàng phải nào, tức là dầm tài liệu quá, là ông Nguyễn Phúc Châu khi ông Anh Bồ ngắt cái thọ Bồ Tát giới, muốn như là mời ông Thạch Liêm tức là từ Bắc Quảng Đông Quảng Tây và Mai bớt cái giới đàng quang, thì giúp cái đoạn là phải mời tao trăm thuộc là thiên thời kỳ năm đó là muốn ba mặt đi vừa. Lúc đang thì tôi đã xác định là thời năm là thời của Bùn Nít, tương ứng là thời của Bùn Nít tức là Hù Mai tham dự rồi, nhưng mà tại bởi trăm đầy nhưng hoàn toàn nhưng thấy Phật giáo ở nhà Hù Châu Ấn, nhà Hù Lưu ghê nhầm đời sống nhầm ghê, thậm chí như Ha Cao Đông vô tình đó là Thi Đa, tức là đồ năng là cái tập quán của ngôn ngữ đó, như Hù liên quan đến vấn đề ghê về tư duy, về tâm linh, về nơi đời thế này. Nhưng mà thực tế vừa nào á, nếu đồ mẹ A Văn, nếu đồn về A Hiên Hồ Hù Ha Ha cái trí tuệ Usta, tức là Hù cái trí tuệ giác ngộ thì chăm thì Hù Nga Hù A Quanh mà tức là cái tư tưởng Phật giáo như Hù Mư hành động, như Hù Mư dầm hiện vật, như Hù Mư vật nhưng mà như Mư rất những Mư dầm tâm linh của chăm thì tức là thì mong Phật giáo tức là cái tiền đề khởi định cái hạt khái niệm của A Quan A Hiên như phát triển, tức là triết lý như Hù Phần Đôn Hù Món Đôn là rồi đi như Hù Âm Hù Dương, dầm Âm Hù Dương, dầm Duân Hù Tâm, Hù Tâm Hù Duân, thì đó là triết lý năng như sâu xa là triết lý Phật giáo, triết lý của Thiện Ân Thuộc cái đi hà số A Gia thì quốc em như vẫn hù hàm nghĩa của cái tư duy Phật giáo. Phật giáo thì nó kỳ là như Phật giáo có dấu vết rồi vậy, nhạn trầm hàng thủy, nhạn vô tích thủy chi biên, có nghĩa là con chim nhạn bay qua trên một vũng nước, một bầu nước, con chim nhạn chỉ để lại một hình bóng của mình rồi con chim nhạn bay đi, nước nó trở về lại nước, cho nên là cái quan điểm cực kỳ của trăm đề thành đó nhất là tài phái trăm đề hụt lô lịch sử hụt biên niên sử hụt đồ ní đồ đi ha cái gì là dùn châu gà này ngát ăn thì mất, nhưng mà phải thua thời kỳ bậc chất là hé thì hụt biên niên sử là thì hụt thì bố tầm ca của đông về thua ha Aya là Nai Nam Cát Hát công bố. Nhưng một khi một công bố ở Việt Nam thì nó thua Pa Amrit tức là Pa Mỹ thì thua bố. Đúng như Hồ Lưu Văn Anh
bạn cũ trường Viễn Đông tổ bắt ở chỗ hội truyền giáo từ xa chỗ mép đó, thì nhưng vẫn hầu tài liệu của anh này. Thì đó là trong này những lưu vi đoạn, nhưng một ai bấy dòng lịch sử viên niên sử trong này, cái tức là cái hệ thống của cái tư duy trong này là cái tư duy, cái kêu là tư duy bậc cao. Thành ra là cái hồ cái lấy chắc mức lịch sử ca nhu rõ ràng, ca nhu sức là bởi vì cái ảnh hưởng đồ năm cao ngắt năm bình thường tức là như Phật giáo là bình thường tâm thị đạo, tức là cứ tế tâm bình thường là thành ra là cái hồ lưu kiện như con kim nhạn như bao ta nào rồi như chèo như hùng vĩ như quá hùng vĩ, nhưng mà cái hùng vĩ năm thì khi thì chấp nhận bằng tâm linh thì thầy cũng có hồ cho tập thực tế cho nó, thì xác định bằng niên đại, bằng hiện vật, bằng đời sống ra đây là cũng hồ ra đây thực tế qua nó vẫn dĩ nhiên hai số, thì ai cũng ra đây vẫn được tâm huyết hàng trăm với đồng cấp giờ lạ đi thì ra đây vẫn là tôi Phật giáo tòa trung thun, tức là dòng chùa nó tu họ tiền theo của đại đất chuẩn bị của thượng tọa nó kinh mây, bởi vì phải nó to thì cũng phải năng, nhưng mà thực tế ra nào là vấn đề cái cơ bản của Phật giáo của từ thế kỷ thứ 15 của Nhumai Tăng Gani là nhu thọ của lưu kiện như thế đông nhân ạ, là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến học của học, tức là ca đi đông là đông về Đồng Dương Hào Hán, đông Đồng Dương Hào, tức là câu viện Đồng Dương là khi bồ cho ha là bồ cái phật bồ dòng năm là lô nhất là Lokeshvara, tức là bồ tát Lokeshvara là bồ tát, tức là bồ đọc cái chuẩn nào là Avalokiteshvara là bồ tát Quán Thế Âm, Lokeshvara là cũng hai dạng của bồ tát Quán Thế Âm, mối liên hệ giữa đồ năm bồ hăng và là môn giáo như hội thực tế của nó là hình ảnh của dòng cái kinh của nếu như thì cuối thì năm mới Phật giáo thì như là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là Vera Puna Sutra Indra Vara, thì đồ năng á là thì bảo là cái sự chất của Lokeshvara, tức là Lokeshvara là nhau ứng dòng năm á là nhau hùng trâu trúc hòa ứng thân chút có một đoạn thân thành nó là trăm dày, thì so giữa Lokeshvara và hắn Bồ Đề Cành là như tương đạo, tức là cái tầm nuôi của Bồ Đề Cành này như cửa tầm nuôi của Lokeshvara tay đây cái hồ Hồi giáo mới, tức là dòng Islam mới, thì như cải thêm ra là tức là hồ hình ảnh của Hồi giáo mới dòng Bồ Đề Cành, tức là ứng thân của hóa thân, tức là Lokeshvara. Và tư tưởng của Lokeshvara là tư tưởng tức là nhu tập trung mưu dầm rút lô về cái vấn đề công mực tâm, tức là dầm Phật giáo đại thừa thì nhu thà bước lô pháp môn trong các pháp hoa tâm, tịnh độ tâm, thiền tâm, mực tâm, thì cái quan điểm của từ thế kỷ thứ 13 tới thế kỷ thứ 15 là do năng nhu hoàn toàn ảnh hưởng về Phật giáo mực tâm, tức là phù chúng. Cái này thì có dùng cành trông của cành cuốn trung gian vui của bồ xà bồ ba thì cũng có đồ năng đó trong cặp thức Om Mani Padme Hum thì đoán bố thì dòng cái tư duy cái tức là dòng cành trông anh ấy, vẫn hù hai đoạn khi như bắt đầu ta ôm xà ông ba nhục băng sửa ra nhục cuối và vui của là nhục cuối rồi mình giữ trong nhà mình giữ thứ tư liệu anh á là như thứ tư do thì là thì có thấy trăm á thì cái trại âm của như khi năm á là thì có là đồ nó là hai trăm thì ông anh cuối cái này thì ai thấy một cuối thì ông bao xà cô bài của đồ cuối thì tăng hữu muốn lạ, tức là đồ nó là đồ toàn bộ cái sanh phi đồ tòa thứ hai là đồ nó là như Phật, tức là như phù chú thứ hành động của ông bao xà ngay cả đi này, tức là pháp nhân hạng pháp nhân quân, tức là chuyện này đồ năng là nhiều hạt tư duy của Phật giáo, tức là đồ năng là nhiều là ứng chúng cuối cuối đời quân là rồi càng quân là nhiều là mực một chúng, thậm chí như lá đề dầm cô cha men nhưng cũng là hình ảnh của Buddha của tư duy giác ngộ, thậm chí như ao ông
ông xã sẽ chống lại đây là tư duy của Phật giáo, còn chính là lá đề cho buổi tối này. Tức đầu năm là các cái tư duy rất rõ ràng về ảnh hưởng của cái Phật giáo Mật Tông của Đồng Dương là vô mang tư duy của Phật giáo Đồng Tông, Mật Tông của Phật giáo cuối cùng thành ra nhớ lại vô ảnh hưởng ở trong đây. Và nhu là khi thì cho hoa là thì cô là hoàn toàn là Lokesh Vara, tức là hoàn toàn là Bồ Tát Quán Thế Âm, hoàn toàn là nắm, bởi vì nhu là phạm vi của cái trường Thái Tôn Mật Tông đại đi vô trường Nhân Tông ôn anh nào ba đơn học đạo thì ôn anh tuổi thầm văn là thuộc đó ôn anh ba ngã nga Phật giáo, tức là Phật giáo Trung Hoa Nguyên Tử. Thì cái phức Trúc Lâm Nguyên Tử là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy của Phật giáo bản địa, tức là tư duy bản địa là tư duy thuần Việt, 30 tư duy của Mật Tông như thành và hàng khái niệm như là Trúc Lâm Nguyên Tử của các đi nhà nước và hàng giáo hội Phật giáo Việt Nam như đó phát huy cái truyền thống Phật giáo Nguyên Tử và như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thành ra Trô Năng cũng là tư duy của Mật Tông. À, và cuối cùng cái câu tay á, đúng chúng ta là nó trả lời phía câu ai á, câu thầy ai thấy như anh ghi thêm mà những cái gì chẳng thu là vô tu viện bắc năng của mình để lại đây là Phật giáo phát triển là lục biến là để lại là pháp thâu pha ra pháp nhân ca nhân là nửa năng là vô kiện cái đấy của cái nên chùa ra là nước kia bước là phát âm Phật giáo là nhu không là Phật giáo đại thừa và Phật giáo tiểu thừa thì lá dạ năng là trong đời là tôi cho Phật giáo là Phật giáo toàn toàn mà cái nên lâu là nạn nghi bước là phát âm Phật giáo nhu không là thì trong và hồn hoặc Phật tâm của Thái Lan là Phật giáo của Thái Lan là Phật giáo gì của đồng bố bên là Phật Trung Quốc đồng hương Phật giáo mình là bố là qua Phật giáo thì như quân kỳ là lây lây túc túc là một quân kỳ là chạy chá là năng cho tụi nữ văn văn cho thâu lộ vấn vấn nữ ba rương chạy. À, đối với đây tức là để xác định là Phật giáo như ai mừng hay tức là để xác định Lào Đồ Nam Ca để xác định là Phật giáo hay như ảnh hưởng trong thứ nhất là ca đi đã đông đó là cái Phật giáo của Mưu Khao Khara tức là Phật giáo đó là Phật giáo đại thừa. À, dòng thế kỷ thứ hai tức là triều đại Sarimara, tức là triều đại Sarimara bộ khăn Sarimara như các đặc khăn hóa bộ kinh tức là Maha Sarimara Sutra, tức là bộ kinh của như là Thắng Mang Sư Tử Luận Kinh, tức là đôn về vấn đề chỗ Hà Găng Mây là đức tính tâm hành Phật giáo của tu hành Phật giáo thành Hà Bồ Tát. Thành ra đó là tư duy của Phật giáo đại thừa. Thì như thứ tòa ra là đó là Phật giáo tiểu thừa hay là Phật giáo đại thừa. Và Phật giáo như tòa, tức là tòa hệ phái, tức là tòa truyền thống của phái thì lâu lắm nhưng là tham tốc lâu trúc hệ phái riêng Việt Nam đây thôi, giáo hội tại Việt Nam gặp đi thì Phật giáo đã là tính ra là hợp lúc năm hệ phái và truyền thống thì như hồi tòa truyền thống tức là truyền thống như là tiểu thừa tức là Theravada và truyền thống là truyền thống đại thừa tức là Himayana. Thì cái truyền thống tiểu thừa là truyền thống truyền tất cả các hồn thấy như là tiểu thừa tại vì duyên như dịch sai đó nên là như là Theravada tức là Phật giáo nguyên thủy. Cái này thì có là khi của Napa nào Thái Lan Campuchia hay là đưa Myanmar cái đó này như là Theravada tức là Phật giáo nguyên thủy, hồn yêu là Phật giáo tiểu thừa, Himayana là Phật giáo phát triển như hồn yêu đại thừa, tiểu thừa đại thừa như chỉ xuất hiện trong thuật ngữ của hai bộ kinh yêu là bộ kinh Pháp Hoa như muốn hùng là nhóm tu không tiểu thừa nhóm tu đại thừa, tức là đồ đó là đơn về tư tưởng tu chứ còn hệ thái thì đang chỉ hù thoa truyền thống thứ nhất là truyền thống nguyên thủy tức là khi từ thời kỳ Đức Phật
phát triển mai tới thời kỳ đi. Truyền thống phát triển là hùng vui cái truyền thống quá của phát triển của gòn hơn kết hợp phân bản là bồn giao mừng biên ngã hà hiện tượng kia là hami himasana, tức là cái Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa thì tạm thời kia là Phật giáo đại thừa. Nhân hồi thì chính là Phật giáo phát triển như là như thế này. Thành ra khi của trăm ngày của nhu mân là nhu mân Phật giáo đại thừa, của Phật giáo đại trăm á, tại đây khi phát triển toàn bộ vùng của Đông Nam Á là Phật giáo đại thừa chứ không Phật giáo Theravada tức là nguyên thủy á. Tức là khi bộ từ thế kỷ thứ 15 bộ Phật giáo nhu bắt đầu nhu suy, tức là văn hóa Ấn Độ nhu suy, văn hóa Ấn Độ nhu suy giữa Ấn Độ giáo và đại thừa nhu suy, thì trăm lúc năm á là phát triển đỉnh cao là Hồi giáo, còn các khu Đông Nam Á thì là phát đỉnh cao là Phật giáo Theravada. Tức là chỉ duy nhất khu thì trăm đó là tôi tư duy của Hồi giáo, còn quốc là thưa gia gây á là du lịch du phát đại thừa, nhưng mà nó tôi nguyên thủy tất cả cho tôi Theravada. Thành ra nhớ là cái sắc thái của Phật giáo nguyên, tức là Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Myanmar thì gắt ly kể cả là như tôi là Phật giáo nguyên thủy là như đắp y như băng hai gai mà ha ngọ mình đồ năm á. À, thì có là nhu như năng, tức là trăm ngày dòng thế kỷ, tức là khi từ thế kỷ 15 thưa thầy xác định là thế kỷ thứ 15 là Phật giáo hồi độ kiện trăm, bắt đầu thế kỷ 16 rồi cuộc là Hồi giáo nhu chủ đạo, à nhu chủ đạo luôn. Rồi Đông Nam Á cũng nên lịch sử phát triển Phật giáo Đông Nam Á cũng nên, tức là có thế kỷ từ 15 thì hai nhóm đó nè là nhu ta Ấn Độ giáo, nhu ta môn giáo là Phật giáo, nhưng phát huy kêu là Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Theravada. À, và thứ hai là đâu là về cái đi đâu là Phật giáo phát triển của Amaravati, là bạn phải đâu là Phật giáo đại thừa, hồ Phật giáo tiểu thừa. Thì giống năm đó là do Jun hay là số đang qua hậu thâu đang đâu là nhất thiết ủng hộ là Phật giáo nguyên thủy, tức là hầu Phật giáo tiểu thừa. Đồ năng á là tài liệu ghi chép của ông Nghĩa Tịnh, tức là ông Nghĩa Tịnh là ông anh Phân Thừa, nhưng mà tới Ghana á là cái tu mật tâm á là nếu một ngày hù thâu á thì hội chuyên á thì xin đồ năng là nhất thiết của bộ dành cái nhóm của Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà giáo năng á tức là nhất thiết của bộ là hợp phạm vi cái cách tu, tức là như phát triển của cái hệ thống mật tâm và của thành năng giáo là cái Amaravati hay là cái thì Phật giáo của trăm vẫn là Phật giáo đại thừa, Phật giáo tiểu thừa nhu hù xuất hiện nhưng mà là nhu rất là yếu, bằng chứng là dầm tất cả cái hệ thống khảo cổ học ra đi của hàng hệ thống tượng ra đi, tương tượng ra đi của tượng trăm, tượng Phật này trăm thì có là toàn bộ là tượng của đại thừa cho hù coi đây là có tượng tiểu thừa vậy, đỉnh cao tượng của Avalokiteshvara hàng Usta là cái tượng của tràng anh là đang trưng bày tại bảo tàng lịch sử, tức là điều là tượng đẹp nhất của châu Á thì đồ năng á nhưng vẫn là tượng của đại thừa. Đồ ba con tượng răng cà từ hôm qua ai mai thánh ông sinh viên chàng cà ni là ai Lâm Gia Tý là đồ không ăn cái đó là phù cà gia mi trường tha ông gan từ nước Adiya từ rất là lâu làm tần lào ấy à ai tiếng luôn và con nước giao luôn vừa xét là đọc theo bài thơ. Trò phí là theo tàu du đi tàu mưa thương thầu là dần theo tàu du đi theo tài ai gặp vô trường là gia bồ giao hoa thân nhà đi cứu bom của Việt Nam trình thì mai gia bồ thầy phần thầy món thầy khánh dần đưa một lô nhà chỉ đông tham thà ni đồ những môn dừng đi hạ mình vẫn chẳng cần như là mơ thương thầu trăm của nước trăm mà đông người ta quy mô như đại ngã để tổ chức của như hủ tù như đại ngã sa tê hoặc đại ngã lâm quan không thì đó là hữu thể mà cù phân hoặc là cù món hoặc là cù khánh thì phải mừng cái đồ năng của bên là chỉ là trả lời đơn giản đi là vì nước trăm giờ chẳng cần nghĩa là có chỗ thấy thầy ngăn trà. Còn bây giờ dường như dân trăm hồ toàn cần nó nên nhớ anh chàng cần ngay cả bao nhiêu thời chỉ ngạc phải qua bao nhiêu là câu phốt thật thà bài thơ chứ đặt vô đi chỗ tại ai mới quên bao nhiêu bài thơ là ông anh là bình an
có lẽ tôi thèm một nụ cười bình an. Từ đó hoa xuân hé nụ, đón dọc sương mai ban sớm sẽ khép hờ khi trời vừa hửng nắng lên. Có lẽ tôi thèm một nụ hôn xôn xao từ làng theo mây, từ mùa thu cũ rủ ca tây về trên nẻo đường quê, có em nhạt nhòa ảo mộng. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ca tây năm nào trở lại, gọi mùa thu nâng mái tóc em bay bay qua miền dĩ vãng xa vời. Dường như có tôi cúi xuống nhặt nụ hoa tàn, ôi giọt sương mai đã biến thành giọt nước mắt lăn xuống hoàng hôn không lời từ biệt. Chỉ nghe âm vang từ vách núi tiếng vọng mơ hồ, bình an, bình an, bình an. À, tôi xin hết. À, cái năm này lo bộ thì cái đó là để bên mây trung ao lệch vật, lệch vật ăn việc trăm cái nhà điện nó vui rồi vẫn như chỉ kiện nhau đâu, bóng lốc và yêu yêu bóng lốc là tha tha thang đang là tỏa sáng là bạn có bóng hoa quay quay có quả tặng tha năm là lệch vật cái nhà điện bóng ngay vui vẫn còn nhau một mô là nghe nó tới nhà vẫn nhà nhau rất mà đồ mà đồ hôm qua nhớ trẻ vẫn còn nhau biết ai mà cái nhà tôi đang đi vay tôi vẫn thà đo đó là đi đâm thà đúng ngăn vẫn đủ thất địa mỹ sơn trong cái năm nào để trăm một ngăn đi út cũng như là thất địa mỹ sơn đồng dương thì ngăn một ngăn trăm một ngăn và nốt như đồng dương là đồng dương nó thất địa mỹ sơn đó có đồng 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 ngăn và linh gà linh gà linh gà đó gọi là linh gà là dương lý là vẫn trăm đề là bao 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 căn căn cành gờ là gọi là linh gà nha cái quyết mai giờ phải vẫn có tôi nhắm có linh gà linh gà là dương lý rồi cái gì đẹp đó chỗ ngăn chỗ tiểu năm tiểu hương quốc năm đâu tí cho ra thì rồi đồ ăn nhé là đã không vừa rồi thật thà đi khi là bạn đó đồ ngăn ngăn quả có biết biết rất tiếc là câu hỏi giá thế hay bây giờ chủ đề là giao lúc luôn nhà thơ hết nha. Cho nên câu trả lời giáo đông mây giáo bò phù cánh đông canh y tức là tổ tư liệu can mai giáo bò đông này đỉnh khí hoặc là bị chú hoặc là nhô khi ăn cho nên giáo bò nâng căm đại dẫn đi bò khi và để thâu ở các nguyên thủy của nhô là điều năng ảnh nhưng là rất là căng. Hay là ví dụ đông này giáo bò đừng cằn để đông bò đừng cằn mà giáo bò mô mà ba bò đừng cằn ba nhà trang như tháp bà đi tức là mô bắt đầu là thờ chia là thờ bò đừng cằn cũng thời thôi. À nhu chỉ là mong nghe đầu thế kỷ thứ 10 thứ 11 rồi toàn là nhu mong vua yêu đây là mong nghe là mồm vô nâng cằn tổng ca mai đang thờ thờ yêu 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 kể phố vô nâng cằn ánh mức ca đang thờ yêu ca kể ca nữ căn của Siva yêu là kể à pha ca ma ba ti đi à và hiện nào là tấn thế kỷ thứ 11 ca ở nhu mong ngăn là vô nâng cằn đó tôi lịch phải bò tôi đặt thau là như đi tôi đi việt nam để đâu mà phiêu tư liệu về như một căn cái lịch phải trăm ăn là nhiều lịch là nhiều là biểu tượng của bà la môn cái lịch phải nhà để tôn là tôn phải từ một ràng lúc đi để tôn là chết ba hôm đi là như tượng trưng là mức cái tim đi họ có à như thuộc môi làm phần có à đó là yêu yên thuộc môi làm phần xác thì bà có là thuộc phần hồn còn về ở đâu mà giá lại lịch y nghe là có đại sạch thị y nghe của nhu dừng thà đấy của nhu thà tôi ra biểu tượng cái đây cái bạn ấy là cái lây từ trên các bạn môn cái tôn từ mức ra ấy là lúc ấy là tôn chết mai bạn đi khi chụp kỹ phần tim ấy phần tim mà còn to này à là à đôi bên anh tôi đừng quan hôn xa đấy ok ở đó thắc mắc đấy tôi mong của trường để khó nhà chùa phong trả bài trong nhà tiếng anh tôi mi là linh ga trẻ đơn cái cây trẻ thâu mình phải mai cho nhiều linh cà linh cảm thanh lá cây kí linh cà hoa mứt linh cảm đó là khăn tâu khăn tâu là linh cảm mình giờ mai khăn tâu là cho si bao si bà em bà si bà đó chăm giờ đó là đi ôm nước mới si bà vô anh si bà mình là mình chăm giờ thâu cả mai cũng xả xe phơi đi ôm nước mới si bà vô dạ mai là khăn tao như vậy. Namaste. Siva.
à chị bà này là chị bà là chị ba nó mình chạy đâm nó đắp chạy đâm đi là thông nhà chị bà thấy thông bằng rồi nhà linh cảm thấy thông bằng học giờ mai linh cảm phải đâm hơn à như năm đặt như năm và đâm ca đi ra nên năm nay mong giả này kia đây ngang đi ngang đi là ngang ta thẳng nhà rồi tha tham nương nhà nhớ chả phong anh nương nhà nhớ cái li quà tặng đeo đi là được gặp ta đi ghế đi là công chúa gặp ta là hoàng tử nên là thật như nên chắc gặp chữ ngang cây ngang cây ngang cây hoàng tử anh ta ngang quà tặng treo đi giờ nó may nhưng nhà tha nó may nhưng ngang đặt tô quà trời ấy cái gặp ta chẳng nó may như đặt tô quà trường lục cây nó may như thật tôi cây nên cũng chán là ngang quả vai đóng vai như vậy là đóng vai lấy chắc mút trà làm nha đóng vai thi hoặc ra à, như năng ô tô để bị sơn của ông cộng dương với trăm nhiêu ghế cái đi đông tức là thấp điện tức là đồng dương thì đông cái đi giờ này tức là như là vihara avalokiteshvara mỹ sơn thì khai duyên minh nhưng mà trăm thì là ma mahavasti rasta mahavati rasta an tài năng maha là quang rasta là cái ha triều đại của cái sự năng là triều đại gọi cho nào khu khu một lan anh thì yêu ngăn kiệt như nhau Mỹ Sơn thì nhu lô cái tầng thời kỳ cái phong cách thật nói là chưa muộn anh á là nhu lô phong cách thật nói anh phà vừa từng giai đoạn tức là đồ nó là thì hầu thay lấy thì hầu cái gì mà ngăn muộn á tại vì nhu là nhu là trung tâm của thánh địa thật nói là anh phải chạy là a một a ba a hai a ba a kia thì đồ năm là đồ sữa thì cái ngăn của từng môn nhà Mỹ Sơn thì cái đây là chắc thầy hầu thoa bố lo nhưng mà cái nếu mà yêu trung tâm Mỹ Sơn thì hầu nhưng Mỹ Sơn là đó nên là ngăn do tư nhà khoa học của giáo viên sơn nhưng mà tư nhà khoa học nếu phát hiện chỗ khu vực Mỹ Sơn là như thế Mỹ Sơn coi như dễ cho nên không à, ai đó cứ đi cho rõ hơn là tất cả những tổ ngăn trừ của di tích miền Trung anh là do nhà khoa học ta bên họ quy luật khảo cổ ví dụ như các huyện mặt cho hay là những mức ngăn của địa phương anh ta luôn ví dụ như phát hiện hôm Mỹ Sơn anh là những mức ngăn Mỹ Sơn Mỹ Thanh Vinh Hồ Sơn là núi Mỹ là đẹp núi đẹp núi vĩ đại thì có nhưng tất cả mùn ngăn trăm nhưng ngăn Mỹ là ngăn thản khoa học tâu ví dụ là Maha Đạt Va Rana là thánh địa Mỹ Sơn nhưng ngăn đây anh tất cả ngăn nhưng ngăn thản phía của ngăn thản ngăn đó là ta cái nữa còn văn hóa sách còn mang hóa thanh thản thì mình thì đọc thì cái yêu thì cứ đọc tôi thanh dưới là Mỹ Sơn và linh nga đọc tôi nơi dưới linh nga phải đọc linh gà nó ví dụ em hóa ví dụ em hóa cần y cần d cần a thì đọc y gia mới nó phải đọc y gà nhắn ví dụ nên thì đọc tôi chấm này nếu bạn kia thì bạn cái chấm là đẹp đi và si qua là si bài mà ông thầy đọc là si bài giống hoặc là nhau có hôn sách nhau bạn là buồn mình bất tí không cần chấm này biết còn cần chấm là không cần thản còn tất cả những cái địa danh di tích lịch sử miền Trung này đâu là tôi vinh dĩ nhiên thì không cần chấm này có văn hóa ở ngập tí không tham nhau bạn đó là rõ à đâu mà dám hiểu thêm rồi anh giờ đây thấy không câu hỏi hay giao lưu không nhà thơ đừng không chấm mai tâm đi giao lưu không để ai à trong tạ đừng tử với đây nguồn thuộc tà thầy ô cho nên nhớ kệ ngã mai nhé mà tôi đi của phụ phát tập tà thầy ô thì ai cũng ai phụ là thầy ai gồm cho nên phụ tà cái của lấy của văn ăn thì thầy ai thông cảm là bà nhé tà đi qua nằm tốt mùi thơm im lặng bài thơ Trinh Dung Ca
một đời sinh chỉ một nơi, sống thì tứ xứ, rong chơi tứ mùa. Một đời kiếp trước là vua, kiếp sau làm một gã thơ đa sầu. Làm vua có triệu người hầu, làm thơ chỉ một cái bầu lai rai. Làm vua vợ chất đầy ngai, làm thơ chỉ có 12 người tình. Vợ nhiều đau khổ nhân lên, 12 người tình hạnh phúc qua năm. Làm vua ở xứ thâm trầm, ai giỏi thì cứ ta thầm cảm ơn. Làm thơ hộp với ta hương, lỡ mê gái cũ không còn đất đai, không lo lịch sử thở dài, cháu con vất vưởng đền đài nắng ăn. Xin cảm ơn. Tôi muốn quên đi ta với mày, trả đủ quả ngọt rừng cho con đưa đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượn từng hạt lúa cho con một bữa cơm chiều. Thừa trên soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần.